kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15 tháng 10 năm 2020. U18 Bà Rịa Vũng Tàu gây bất ngờ tại giải vô địch bóng rổ trẻ quốc gia. Sôi nổi ý nghĩa sự kiện Sunday Clean Up 2020 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Trong phần tin thế giới, số ca mắc COVID-19 tăng mạnh tại Mỹ. Armenia và Azerbaijan cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành thông báo số 678 ngày 8 tháng 10 năm 2020 về việc chính thức đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào hoạt động để phục vụ tổ chức, công dân kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020. Theo thông báo số 678 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ thứ Năm ngày 15 tháng 10 năm 2020, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ số 4 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Đây là đầu mối để tổ chức, cá nhân liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của sở ban ngành tỉnh, trong đó công an tỉnh, gồm các lĩnh vực căn cước, công dân, đăng ký, quản lý con dấu, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện và bảo hiểm xã hội tỉnh với các lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, cấp sổ thẻ. Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công trực tuyến của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại địa chỉ http://dịchvucong.baria.gov.vn, gồm công khai thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, theo dõi, thống kê tiến độ giải quyết hồ sơ, lấy ý kiến góp ý, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Trung tâm Phục vụ Hành chính công, bộ phận một cửa các cấp. Thưa quý vị, Hiệp hội Cảng biển cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, cụm cảng Cái Mép Thị Vải có thêm 3 chuyến tàu mẹ cập cảng, nâng tổng số tàu mẹ lên 25 chuyến một tuần so với năm 2019. Trong đó có 15 chuyến trực tiếp đi châu Âu và Hoa Kỳ, kéo theo hàng hóa thông qua cảng tăng trưởng tốt. Có thể nói đây chính là khởi đầu thuận lợi nhờ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu EVFTA mang lại. Theo các chuyên gia cảng biển, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu EVFTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 là cơ hội để Cái Mép Thị Vải tiếp tục tăng tốc phát triển, để Liên minh châu Âu với 600 triệu dân được xem là đối tác lớn. Theo thống kê, kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2019 của Việt Nam đến thị trường này đạt gần 60 tỷ đô la Mỹ. Dự báo trong năm đầu tiên khi EVFTA có hiệu lực, kim ngạch xuất nhập khẩu sẽ tăng hơn 20% và tiếp tục tiến đến con số 47% trong 5 năm sau đó. Những dự báo này mang lại tương lai lạc quan cho cụm cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải, bởi cụm cảng này hiện chiếm đến 70% thị phần hàng container của cả nước. Mặt khác, xu thế của các hãng tàu hiện nay là sử dụng những con tàu với sức chở ngày càng lớn để tiết kiệm chi phí. Trong đó, các chuyến đi châu Âu thường sử dụng tàu sức chở trên 18.000 têu. Trong khi đó, Cái Mép Thị Vải hiện đã khẳng định được năng lực đón những con tàu trên 200.000 deadweight. Trong bối cảnh du lịch cả nước chỉ trông chờ vào khách nội địa, một trong những giải pháp được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định là liên kết thu hút người dân đi du lịch, tăng sức tiêu dùng lẫn nhau giữa các địa phương. Đầu tháng 10, Bà Rịa Vũng Tàu đã mạnh dạn khởi động chuỗi hoạt động kích cầu, liên kết du lịch và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ. Sự kết nối này là tiền đề quan trọng để phục hồi ngành du lịch, từng bước nâng chất lượng các điểm đến. Tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa, nhiều resort khách sạn tại Bà Rịa Vũng Tàu đồng loạt tung ra nhiều gói giảm giá dịch vụ từ 10 đến 30% nhằm khuyến khích người dân đi du lịch. Nhờ đó, lượng khách đặt phòng đang tăng dần. Trong đó, các resort khách sạn có view đẹp, sát biển gần như đã kín phòng dịp cuối tuần trong tháng 10. Lượng khách tìm hiểu dịch vụ tháng 11, tháng 12 cũng rất khả quan.
Xác định nguồn khách chính của Bà Rịa Vũng Tàu là khách nội địa trong năm nay và sang năm 2021, Sở Du lịch đang tiến hành làm việc với các huyện, thị, thành phố, khảo sát một số khu vực dự kiến sẽ tổ chức các hoạt động chào đón năm mới, phố ẩm thực, kết hợp đi bộ và nghe những khó khăn, bất cập của các địa phương đang gặp phải để kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo tỉnh tháo gỡ. Trong 9 tháng năm 2020, Sở Giao thông Vận tải đã hoàn thành 25 hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và 3.827 phù hiệu biển hiệu xe. Song song đó, Sở Giao thông Vận tải cũng đã tổ chức 11 đợt kiểm tra cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe cho 3 cơ sở đào tạo là Trung tâm dạy nghề lái xe Hải Vân, Trung tâm dạy nghề lái xe tỉnh và Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải. Theo tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh, tính đến hết tháng 9 năm nay, tỉnh đã tổ chức thực hiện 25 kỳ sát hạch mô tô, cấp 5.125 giấy phép lái xe, 58 kỳ sát hạch ô tô, cấp 8.452 giấy phép lái xe ô tô các hạng và cấp đổi được 6.239 giấy phép lái xe các hạng. Sở Giao thông Vận tải đã xét cấp 29 giấy phép liên vận, thẩm định và cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cho 38 hồ sơ phương tiện. Cùng với đó, tổ chức cho đội ngũ sát hạch viên của Sở Giao thông Vận tải dự khóa tập huấn sát hạch do Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức tại Cần Thơ. Chương trình thời sự tối tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, thực hiện cuộc vận động quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, bảo đảm đúng chủng loại, đủ số lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật. Qua đó phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện cuộc vận động quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, gọi tắt là cuộc vận động 50. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang địa phương quán triệt và triển khai thực hiện tốt với phương châm phù hợp, có chất lượng, hiệu quả, sát tình hình thực tiễn. Đến nay, 100% đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị, chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, góp phần bảo đảm đúng, đủ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Bên cạnh đó, ngành kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên cử cán bộ xuống các đơn vị theo dõi, kiểm tra việc duy trì ngày giờ kỹ thuật, chế độ sấy, thử máy, tình trạng kỹ thuật, xe trực sẵn sàng chiến đấu, về vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, hỗ trợ ngân sách địa phương cùng kinh phí quốc phòng và trích quỹ mua, sửa chữa, nâng cấp xe ô tô, mô tô các loại, xây dựng kho vũ khí đạn, củng cố kho, trạm kỹ thuật với tổng số tiền hơn 118 tỷ đồng. Tiếp tục hành trình mang dấu chân xanh đến mọi nơi, cộng đồng Green Street Việt Nam đã tổ chức sự kiện Sunday Clean Up năm 2020 với hoạt động lượm rác, dọn dẹp vệ sinh tại các bãi biển, các điểm đen môi trường. Sự kiện diễn ra trong ngày Chủ nhật 11 tháng 10 tại 5 quốc gia Philippines, Malaysia, Indonesia, Mỹ và Việt Nam, với sự góp mặt của 8 tỉnh thành phố, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu. Vào sáng nay, hơn 300 tình nguyện viên đã ra quân dọn dẹp, thu gom rác tại bãi biển Đồi Nhái, phường 11 thành phố Vũng Tàu và khu vực bãi biển thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Ngay từ sáng sớm nay, hơn 300 tình nguyện viên của Green Trip Việt Nam là học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên, người dân đã có mặt tại bãi biển Đồi Nhái, phường 11 thành phố Vũng Tàu và khu vực bãi biển thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ để cùng thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh bãi biển. Các hoạt động này nằm trong sự kiện Sunday Clean Up năm 2020 do cộng đồng Green Trip Việt Nam tổ chức. Thay vì ở nhà thì mình hãy cứ ra đây nhặt rác cho sạch sẽ bờ biển Phước Hải mình hơn, để cho cái Phước Hải mình trở nên thành một nơi sạch đẹp hơn và nhiều người biết đến hơn nữa. Riêng Đồi Nhái là một vị trí mà còn khá là xa xôi và heo hút. Còn riêng Phước Hải, tại vì phải có thể nói là cái duyên và cái tình cảm mà Green Chips đã đặt ở cái vùng đất này, cho nên là tụi em muốn quay trở lại đây sau bức họa ven biển sẽ là một cái hành động mới, đó chính là nhặt rác dọc bờ kè. Con xem trên mạng á, thì con vận động bố mẹ đi, thấy hay là tại vì bảo vệ môi trường. Sự kiện Sunday Clean Up năm 2020 diễn ra đồng loạt trong sáng ngày Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại 5 quốc gia Philippines, Malaysia, Indonesia, Mỹ và Việt Nam. Tại Việt Nam, sự kiện được Green Trip Việt Nam tổ chức tại 8 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu.
Linh Chi cũng rất là nhiều tình nguyện viên ở khắp nước khác nữa, rất là nhiều quốc gia khác nữa. Cho nên là các bạn kêu vui quá là cho em nhặt chung ngày. Mình đang ở Bình Tân nè, đây là khu vực đường Bình Long, phường Bình Hưng Hòa A. Bình Tân, đây là khu vực mà tụi mình đang nhặt rác, ở khu vực này rác rất là nhiều các bạn. Đây là nghĩa trang á các bạn. Thì hồi sáng tới bây giờ là đã hơn 100 tình nguyện viên. Chủ yếu kết nối qua mạng xã hội và đăng lên trên mạng xã hội Facebook để có thể là các tình nguyện viên tự do có thể kết nối lại với nhau. Sự kiện này cũng đón nhận được sự giúp đỡ rất là nhiều từ tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu và thành đoàn. Và tụi em cũng tìm được cái nguồn tài trợ là những cái bao rác, cho nên tụi em đã huy động được 1.500 bao rác và những cái số tiền của Mạnh Thường Quân để có thể mua găng tay ủng hộ cho chương trình. Phía Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Vũng Tàu cũng đã huy động các bạn hội viên thanh niên cùng tham gia với lại các bạn tình nguyện viên của Green Chip. Thì dự kiến trong hoạt động ngày hôm nay chúng tôi sẽ thu gom khoảng hơn 500 bao rác để làm sạch đẹp cái khu vực bãi biển Đồi Nhái của thành phố Vũng Tàu. Kết thúc sự kiện Sunday Clean Up năm 2020 tại hai điểm cầu Bà Rịa Vũng Tàu đã có hàng trăm bao rác được thu gom. Qua đó gần 5 km đường bờ biển đã được các tình nguyện viên dọn sạch. Dự kiến trong tháng 11 này, Sunday Clean Up năm 2020 sẽ tiếp tục diễn ra với quy mô lớn hơn nếu nhận được sự tham gia nhiệt thành của các tình nguyện viên Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 6 triển khai trong một nhiệm kỳ có nhiều biến động lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội cả trong nước và trên thế giới. Nhưng hầu hết chỉ tiêu quan trọng tỉnh đặt ra đều đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt là GRDP của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xếp thứ 3 cả nước, thu nhập bình quân đầu người cao gấp 2 lần bình quân chung cả nước. Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện giảm nghèo vượt chỉ tiêu nghị quyết trước một năm và đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Có được thành quả quan trọng này có rất nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những yếu tố quyết định và có ý nghĩa nhất là sự chung sức chung lòng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân Bà Rịa Vũng Tàu. Hay nói cách khác là niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng, của chính quyền. Niềm tin ấy đã đang và sẽ là nguồn sức mạnh thúc đẩy tiến trình xây dựng phát triển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không ngừng nâng tầm vị thế. Cuối năm 2019, anh Trần Văn Quy, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc đón nhận căn nhà mới bằng nguồn hỗ trợ của công ty Sổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông qua sự vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh. Tôi rất là biết cảm ơn tất cả đến các nhà hảo tâm. Rồi bây giờ tôi chỉ còn biết để làm ăn, vươn lên để thoát nghèo. Gần 1.400 hộ nghèo của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nhận được nhà đại đoàn kết do Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai từ năm 2016. Số hộ nghèo được nhận nhà vượt xa chỉ tiêu mà Nghị quyết 01 về giảm nghèo bền vững của tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đặt ra ngay đầu nhiệm kỳ. Quỹ vì người nghèo do Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát động luôn nhận được sự chung tay của đông đảo tầng lớp nhân dân. Thông qua quỹ vì người nghèo, toàn tỉnh đã huy động được hơn 81 tỷ đồng để xây nhà, trợ vốn cây con giống cho hộ nghèo, tăng học bổng cho học sinh. Từ ngày mà nhà nước hỗ trợ cho gia đình tôi 100 con gà thì hai vợ chồng rất vui mừng vì là có được số vốn nhỏ để mà thấy trong lòng nó vui vẻ để mà chăm nuôi. Cuối năm 2018, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lập quỹ an sinh xã hội và đến nay có 53 doanh nghiệp triển khai các chương trình an sinh xã hội với số tiền 47 tỷ đồng, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em và đặc biệt là các dự án hỗ trợ cho ngành giáo dục. Dự án nước sạch học đường là một trong những chương trình được triển khai đầu tiên từ quỹ an sinh xã hội. Đến nay, đã có 64 trường học trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ từ dự án này với số tiền 25 tỷ đồng. Học sinh nó sử dụng được cái nước sạch. Thứ hai nữa là an toàn và giải quyết được cái mục tiêu là học sinh không sử dụng những cái chai nhựa. Bằng sự linh hoạt, khéo léo trong tổ chức, vận động, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã huy động được nhiều nguồn lực chăm lo cho người nghèo. An sinh xã hội tăng thêm hàng ngàn tỷ đồng, không chỉ tăng thêm nguồn lực nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, mà còn khẳng định niềm tin của các tầng lớp nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp và hệ thống chính trị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào sự lãnh đạo điều hành của đảng và chính quyền. Và chính niềm tin đã thôi thúc mạnh mẽ, gắn kết bền chặt mọi thành phần, đồng tâm hiệp lực, đóng góp vào tiến trình xây dựng phát triển.
khép lại thông tin thời sự trong tỉnh tối nay là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, sau 3 ngày tranh tài sôi nổi tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, giải vô địch bóng rổ trẻ quốc gia 2020, nội dung 3x3, lứa tuổi U18 nam nữ và nội dung thi ném rổ đã khép lại với đầy sự kịch tính hấp dẫn. Trong ngày bế mạc, khán giả đã được sống trong những khoảnh khắc hồi hộp khi chứng kiến trận chung kết bảng nam nội dung 3x3 giữa đội chủ nhà U18 Bà Rịa Vũng Tàu và U18 sổ số Kiến Thiết Hậu Giang. Với ưu thế sân nhà, U18 Bà Rịa Vũng Tàu liên tục ghi điểm để dẫn trước sổ số Kiến Thiết Hậu Giang. Tuy nhiên, về cuối trận, các cầu thủ chủ nhà suy giảm thể lực và dần đánh mất thế trận, giúp U18 sổ số Kiến Thiết Hậu Giang lội ngược dòng, giành chiến thắng kịch tính 16-21, qua đó đạt chức vô địch. Tuy chỉ đạt giải nhì nhưng thành tích của U18 Bà Rịa Vũng Tàu cũng được xem là thành công bất ngờ với giới chuyên môn. Còn hạng ba nội dung này thuộc về U18 phòng không không quân. Ở bảng nội dung nữ, đội U18 Cần Thơ giành cúp vô địch, U18 Sóc Trăng đoạt hạng nhì, hai đội U18 Bình Thuận và Hà Nội đồng hạng ba. Với nội dung thi ném bóng rổ lứa tuổi U18, ở bảng nữ vận động viên Đặng Thị Hoàng Dung, U18 Bình Thuận đạt giải nhất. Hạng nhì thuộc về vận động viên Lâm Thị Ngọc Lành, đội U18 nữ Sóc Trăng. Vận động viên Lê Thùy Linh, đội U18 Hà Nội đạt giải ba. Ở bảng nam, vận động viên Tống Hoàng Nam, đội U18 phòng không không quân đạt giải nhất. Giải nhì thuộc về vận động viên Phương Đức Trí, đội chủ nhà U18 Bà Rịa Vũng Tàu. Và giải ba, vận động viên Đậu Bá Trung, đội U18 Sport Italy Nghệ An. Hướng tới chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, sáng nay tại cụm 9 sân OSC Vũng Tàu, Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Hội thao Doanh nhân Trẻ tỉnh lần thứ 11 năm 2020. Hội thao Doanh nhân Trẻ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 11 năm 2020 thi đấu ở hai bộ môn bóng đá và quần vợt. Ở môn quần vợt có 86 vận động viên tham dự giải, tranh tài ở hai nội dung. Nội dung lãnh đạo và nội dung doanh nhân 1.250 điểm. Với bộ môn bóng đá, hai đội bóng đá nam của Hội Doanh nhân Trẻ và Hiệp hội Du lịch đã cống hiến khán giả một trận đấu sôi nổi hấp dẫn trên sân bóng đá Tân Phước Thịnh. Hội thao Hội Doanh nhân Trẻ là dịp để các doanh nhân trên địa bàn tỉnh rèn luyện sức khỏe, tăng cường mối giao lưu, đoàn kết, đồng thời cũng góp phần xây dựng phong trào thể thao của tỉnh ngày một phát triển. Quý vị vừa theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình thời sự tối Chủ nhật, mời quý vị cùng điểm lại những vấn đề sự kiện nổi bật đã phát sóng trong tuần qua. Một số dự án giao thông trọng điểm giữ vai trò kết nối vùng tại Bà Rịa Vũng Tàu đã được Bộ Giao thông Vận tải thống nhất phương án đầu tư trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào tuần qua. Đối với đoạn tuyến từ nút giao Vũng Dằng thuộc thành phố Bà Rịa đến nút giao đường ven biển thuộc thành phố Vũng Tàu thuộc dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề xuất Bộ Giao thông Vận tải chỉ đầu tư đường cao tốc từ Biên Hòa đến Vũng Dằng dài 59,8 km. Đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ đưa dự án vào danh mục đầu tư công trung hạn bằng vốn trung ương giai đoạn 2021-2025. Với tuyến nhánh nối vào cảng cái mép Thị Vải tách khỏi dự án, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ chủ động thực hiện với tổng kinh phí 1.000 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng báo cáo với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải về một số dự án quan trọng khác như dự án cảng tàu khách quốc tế, dự án quốc lộ 56, tuyến tránh thành phố Bà Rịa. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể yêu cầu vụ đối tác công tư, ban quản lý dự án 85 và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu rà soát lại dự án đường cao tốc, trong đó nêu rõ thời gian thu hồi vốn. Sau khi thống nhất phương án khả thi, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án sớm nhất trong tháng 10 năm 2020. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ công bố và ra quyết định quyền Chủ tịch thành phố Vũng Tàu theo quyết định số 3079 ngày 6 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu được giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu thay ông Nguyễn Lập, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1 tháng 10 năm 2020. Nhận nhiệm vụ mới, ông Hoàng Vũ Thảnh, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu khẳng định sẽ đoàn kết nỗ lực cùng tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
phấn đấu xây dựng thành phố Vũng Tàu trở thành thành phố văn minh, xanh sạch đẹp. Đưa các sự kiện văn hóa thể thao trở thành một sản phẩm du lịch đã được nhiều địa phương trong cả nước áp dụng, trở thành nhịp cầu để kết nối văn hóa du lịch thể thao cùng phát triển hiệu quả. Những năm gần đây, Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng có nhiều sự kiện văn hóa thể thao lớn, thu hút đông đảo khách quốc tế và nội địa. Trong đó, vào cuối tuần qua, Bà Rịa Vũng Tàu có hai sự kiện lớn, đó là công bố giới thiệu điểm đến an toàn và kích cầu du lịch và lễ khai mạc giải vô địch bóng rổ trẻ quốc gia 2020. Xét về công tác tổ chức, cả hai sự kiện trên đều được đánh giá cao về quy mô cũng như chất lượng, thu hút được sự quan tâm của giới truyền thông và du khách. Thế nhưng, hai sự kiện ấy vẫn chưa được hai sở chủ quản là du lịch và văn hóa thể thao liên kết với nhau, nên sức lan tỏa có phần bị hạn chế. Để du lịch thật sự là một trong tứ trụ kinh tế của tỉnh nhà, thì không chỉ cần chủ trương, chính sách và sự đầu tư đúng đắn của tỉnh nhà, mà rất cần có sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả hơn, có tầm nhìn xa hơn giữa các sở ngành địa phương. Bởi lẽ, nếu lỏng lẻo ngay trên chính sân nhà, thì việc liên kết với các địa phương khác để cùng phát triển du lịch cũng khó đem lại hiệu quả. Vì dù liên kết, nhưng chắc chắn địa phương nào cũng mong muốn cái lợi nhất sẽ thuộc về mình. Mở đường đến tương lai là dự án được Quỹ học bổng Vừa A9 phối hợp với Quỹ tài trợ Vina Capital thực hiện. 10 năm qua, dự án đã trao cơ hội đi học cho hàng trăm nữ sinh dân tộc thiểu số trong cả nước. Trong 3 ngày từ 7 tới 9 tháng 10 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chương trình Ngày Hội Ước Mơ năm 2020 hoạt động nổi bật trong khuôn khổ dự án đã diễn ra để kỷ niệm dấu mốc tốt nghiệp trung học phổ thông của các nữ sinh, giúp các em khởi đầu trải nghiệm với nền giáo dục bậc cao. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao học bổng toàn phần 7 năm, từ khi học trung học phổ thông đến khi học xong cao đẳng đại học, trị giá 10.000 đô la Mỹ, cùng 50 máy tính xách tay cho 50 nữ sinh thuộc 21 dân tộc thiểu số đến từ 36 tỉnh thành trong cả nước. Trong khuôn khổ Ngày Hội Ước Mơ năm 2020, các em học sinh còn được tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như tham quan, giao lưu với các chiến sĩ trẻ vùng hai hải quân, nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và trải nghiệm những địa danh nổi tiếng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuần qua, đoàn giám sát Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên đã thực hiện đợt giám sát về việc thực hiện luật bảo vệ môi trường tại các địa phương trong tỉnh. Tại các buổi giám sát, đoàn đã đi thực tế tại một số khu vực điểm đen về ô nhiễm môi trường, ghi nhận các kiến nghị và hướng dẫn các địa phương tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý bảo vệ môi trường. Đoàn giám sát cũng ghi nhận các ý kiến kiến nghị của địa phương và sẽ tổng hợp kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành có giải pháp xử lý khắc phục. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, tại Bà Rịa Vũng Tàu đã xảy ra mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, khiến hệ thống kênh mương thủy lợi tại một vài địa phương không thể tiêu thoát nước kịp, gây ngập úng và thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, tại huyện Long Điền, hơn 520 hectare lúa mới gieo trồng bị ngập nặng. Trước tình hình trên, Phòng Nông nghiệp huyện đã phối hợp cùng các địa phương huy động phương tiện, nhân lực khơi thông dòng chảy ở các tuyến kênh mương nhằm thoát nước nhanh trên các cánh đồng. Các địa phương cũng khẩn trương thống kê, báo cáo thiệt hại và hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật để phục hồi lúa sau khi nước rút. Trường hợp phải gieo xạ lại thì sử dụng giống lúa ngắn ngày để bảo đảm đúng khung thời vụ. Thời sự tuần qua trên kênh BRT chuyển tải phản ánh, hàng ngàn lao động Vũng Tàu đang đứng trước nguy cơ mất việc do công ty trách nhiệm hữu hạn HS Vũng Tàu tại phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu giải thể. Theo phía doanh nghiệp, do thời hạn hợp đồng thuê mặt bằng sẽ hết hạn vào cuối năm 2020, nên công ty dự kiến sẽ giải thể trong năm nay. Công ty này đưa ra 3 phương án giải quyết chế độ cho người lao động. Đối với lao động đã làm việc từ 10 năm, được ưu tiên chuyển qua làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Centurvina có trụ sở ở huyện Long Điền, nhưng phải ký lại hợp đồng lao động và theo chế độ lao động mới. Đối với người lao động chuyển về công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Sen Vina có trụ sở tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, được giữ nguyên mọi chế độ. Đối với người lao động không chấp thuận cả hai phương án trên thì công ty chấm dứt hợp đồng và hỗ trợ 30% mức lương cơ bản. Tại buổi đối thoại với lãnh đạo công ty, hầu hết người lao động không đồng tình do chế độ hỗ trợ người lao động mất việc thấp. Với một số lao động đã làm việc hơn 10 năm mà phải ký hợp đồng lại từ đầu thì mức lương giảm quá nhiều. Còn nếu di chuyển từ Vũng Tàu về Đồng Nai sẽ gặp nhiều khó khăn do xáo trộn cuộc sống, sinh hoạt gia đình. Do vậy, hai bên vẫn chưa đi đến thống nhất.
tục chương trình thời sự tối là phần cập nhật thông tin thế giới. Thưa quý vị, báo The Hindu tổng hợp số liệu từ các bang của Ấn Độ cho biết, nước này vừa phát hiện thêm 77.600 ca mắc COVID-19, đưa tổng số ca nhiễm trên cả nước là 7,05 triệu ca. Dù vẫn là ổ dịch lớn thứ hai thế giới, song tình hình dịch bệnh tại quốc gia Nam Á đang ghi nhận một số tín hiệu khả quan. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận thêm 921 ca tử vong do COVID-19. Đây cũng là ngày thứ 8 liên tiếp, nước này có số trường hợp tử vong theo ngày dưới mức 1.000. Ấn Độ đang chứng kiến tốc độ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 chậm hơn. Tính từ giữa tháng 9, thời điểm mà số ca lây nhiễm mỗi ngày đạt mức kỷ lục gần 98.000 ca, thì đến nay số ca mắc COVID-19 mới trung bình tại Ấn Độ chỉ ở hơn 70.000 ca một ngày. Trong khi đó, tại Mỹ, ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới vẫn đang diễn biến hết sức lo ngại khi số ca mắc ngày 10 tháng 10 ở mức cao nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây. Đáng chú ý có tới 10 bang ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất. Đến nay, Mỹ ghi nhận hơn 218.000 ca tử vong do COVID-19 trong tổng số gần 8 triệu ca mắc bệnh. Mặc dù số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ có xu hướng giảm bớt, song trung bình mỗi ngày, dịch bệnh cướp đi tính mạng của 700 người tại Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, bác sĩ riêng của Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng ông Donald Trump không còn bị coi là một mối nguy cơ truyền bệnh cho những người khác. Vị bác sĩ này cho biết thêm, nhà lãnh đạo Mỹ không còn sốt và các triệu chứng đã cải thiện. Tổng thống Mỹ được xác định dương tính với SARS-CoV-2 hôm 2 tháng 10 vừa qua và được điều trị ở bệnh viện trong 3 ngày. Chuyển sang những tin tức thuộc các lĩnh vực khác. Thưa quý vị, mặc dù Armenia và Azerbaijan hôm 9 tháng 10 đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt tình trạng giao tranh giữa hai nước, tuy nhiên hôm qua vẫn xảy ra các vụ nổ mới đã làm rung chuyển thủ phủ của khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Cả Armenia và Azerbaijan đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ trưa ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương. Theo Bộ Quốc phòng Armenia, các lực lượng Azerbaijan tiến hành một cuộc tấn công chỉ 5 phút sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Azerbaijan cáo buộc các lực lượng Armenia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi thực hiện các cuộc tấn công tại khu vực Nagorno-Karabakh. Liên quan đến vấn đề hạt nhân Triều Tiên, ngày 10 tháng 10 trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, quân đội nước này đã giới thiệu một mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoàn toàn mới. Mẫu tên lửa mới của Triều Tiên được ra mắt ở phần cuối cuộc duyệt binh trên quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng. Theo giới phân tích, đây có thể là mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cơ động trên bộ lớn nhất từng được chế tạo. Mẫu tên lửa này được cho là phát triển từ Hoa Sơn 15, loại tên lửa có khả năng mang vũ khí hạt nhân lớn nhất mà Triều Tiên đang sở hữu. Khép lại bản tin thế giới tối là một số tin vắn đáng chú ý. 5 người vừa thiệt mạng trong vụ va chạm giữa một chiếc máy bay cỡ nhỏ chở theo 2 người và một chiếc máy bay du lịch DA-40 chở theo 3 người tại tỉnh Andrela, miền Tây nước Pháp. Khoảng 50 lính cứu hỏa đã được triển khai tới hiện trường, trong khi 30 hiến binh được huy động để phân luồng giao thông xung quanh khu vực máy bay rơi. Hiện danh tính các nạn nhân và nguyên nhân va chạm chưa được xác định. Cơ quan phòng vệ dân sự Algeria vừa cho biết đã có 5 người chết, 16 người bị thương và 2 ngôi nhà đã bị phá hủy trong một vụ nổ khí ga ở tỉnh miền Tây Empéas của quốc gia Bắc Phi này. Truyền thông địa phương dẫn lời một quan chức của cơ quan quản lý điện lực và khí đốt Algeria xác nhận vụ nổ xảy ra khi một đường ống cung cấp khí đốt cho khu vực bị hư hỏng do hoạt động xây dựng. Tin cuối cùng về cơn bão số 6 và tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Sáng nay, bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chiều nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Trong khi đó, trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông lại xuất hiện một áp thấp nhiệt đới mới. Lúc 13 giờ chiều nay, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770 km về phía đông. Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 15,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, từ 115 đến 120 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao khi cấp độ rủi ro thiên tai được nâng lên cấp 3. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 11 tháng 10, tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi. Một số nơi có mưa to kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sấm sét.
Ngoài ra, cần đề phòng ngập úng ở khu vực đô thị và vùng trũng thấp. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to. Cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 90 đến 98%. Khu vực huyện Côn Đảo trời nhiều mây, đêm nay có mưa rào và dông. Trong cơn dông có thể có sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ, nhiệt độ cao nhất 29 độ, độ ẩm tương đối 94%. Vùng biển từ Vũng Tàu, Côn Đảo trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có thể xuất hiện các hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh, nên bà con ngư dân cần lưu ý. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Tại Vũng Tàu ngày 12 tháng 10 năm 2020, mực nước cao nhất 360cm xuất hiện lúc 1 giờ, thấp nhất 150cm xuất hiện lúc 14 giờ. Đến đây chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin được khép lại. Hy vọng những thông tin chúng tôi chuyển tải cũng là vấn đề quý vị quan tâm. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn tiếp sau đây là phần tiếp sóng chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.